Lúc nãy cũng trao đổi với các bạn về vấn đề chỗ linh mục Nguyễn Thanh Tịnh và hội đồng mục vụ giáo xứ cùng sẽ đã có những cái hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đó chính là gây rối trật tự công cộng, đó là kéo giáo dân đến nhà của những giáo dân khác để đập phá, làm hư hại nhiều tài sản cũng như là đánh người gây thương tích, và qua đó cũng có những cái hành vi đó là xúc phạm đến danh dự của những nhiều người đó, cũng như xúc phạm uy tín danh dự. Trong đó ta thấy rất rõ đó là lợi dụng vào tòa giảng để tranh chấp về quyền lợi và lợi ích ở bên trong cái gọi là đấu giá đất ở tại cái cùng xã, thôn cùng xã. Thì qua đó ta thấy là có những cái sự kiện rất là nặng nề, đó là ngay cả linh mục Nguyễn Thanh Tịnh đã chỉ đạo giáo dân xông vào nhà đánh người, và qua đó có một người phụ nữ vợ của một người trong cái giáo xứ đang tắm ở trong nhà tắm, thì họ cũng xông vào và đánh người phụ nữ đó. Qua đó con rể của người phụ nữ đó can ngăn được bị đánh luôn, cho thấy đây là những hành vi hết sức côn đồ được thực hiện bởi các giáo dân và cũng do sự chỉ đạo của linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, lợi dụng vào tòa giảng và các cái giáo quyền để mà áp đặt cũng như là xúc phạm, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của một công dân. Chúng ta phải khẳng định một điều rằng là mỗi một người cho dù là theo bất kỳ tôn giáo nào, thì chúng ta quay trở lại, chúng ta vẫn là công dân của một quốc gia, chúng ta vẫn là công dân của đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam, và chúng ta phải có trách nhiệm tuân thủ theo luật pháp. Đó chính là cái mà mỗi người dân chúng ta phải chấp hành, bởi vì để có cái sự ổn định ngày hôm nay, để có luật pháp, để xã hội được ổn định như ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua chiến tranh, chúng ta trải qua bao đau thương, đánh đuổi thực dân đế quốc, đánh đuổi các đội quân xâm lược, chúng ta đã có những cuộc chiến và đánh đuổi các thế lực ngoại bang để chúng ta giành được độc lập cho ngày hôm nay. Và luật pháp chính là cơ sở để sự tồn tại của xã hội ta được ổn định, và qua đó sự ổn định này mới đem lại cái cuộc sống tươi đẹp của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Và chính những cái người giống như linh mục Nguyễn Thanh Tịnh cũng như là hội đồng mục vụ giáo xứ khi chà đạp luật pháp, xem thường quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đó chính là tạo ra cái tiền lệ nguy hiểm cho sự an toàn của xã hội chúng ta. Bởi ngày hôm nay họ tổn hại đến những người đó, tổn hại đến những người kia mà luật pháp không xử, hay là xử nhẹ nhàng, hay là không nghiêm minh, thì một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt chúng ta. Vì vậy đề nghị luật pháp xử lý nghiêm minh đối với tất cả những người xem thường luật pháp, xem thường quyền và lợi ích hợp pháp của công dân của nước Việt Nam ta, thì đó chính là cái việc mà cộng đồng và xã hội chúng ta cần phải lên tiếng, cũng như là chúng ta đề xuất với nhà nước có những cái biện pháp để mà đảm bảo an toàn cho xã hội. Chúng ta thấy là trong ngày hôm qua chúng ta thấy được một cái việc là xem thường quốc kỳ quốc ca của chúng ta, đó chính là một bộ phận giáo dân cũng như là giáo xứ, thì gọi là ở đó là giáo xứ Yên Đại, đã có một cái buổi lễ khai mạc một giải bóng đá của giáo xứ. Họ không dùng cái quốc ca và quốc kỳ của Việt Nam ta để tổ chức khai mạc. Chúng ta thấy rõ ràng cũng không cần thiết phải chào cờ hay quốc ca, bởi có thể có sự ngại ngùng nào đó hay không hợp lý, nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải chào cờ của một quốc gia khác trên đất nước của mình. Chúng ta không thể làm người xa lạ bên trên quê hương đất nước mình được. Rõ ràng chúng ta kiểu gì chúng ta cũng là người Việt Nam. Thời gian qua chúng ta luôn vì cái lòng tự hào dân tộc, muốn bảo vệ đất nước này, chúng ta vì cái việc là sợ Trung Quốc nó chiếm đất nước ta, qua cái dự thảo luật và đặc khu về kinh tế, cho sợ rằng cho Trung Quốc thuê 99 năm chúng ta mất đất. Cho nên chúng ta đã có những cái hành động gọi là biểu hiện lòng yêu nước của mình thông qua việc biểu tình, chúng ta làm căng thẳng tình hình xã hội lên. Đó, nhưng mà giờ này chúng ta lại thấy rằng chúng ta lại mất đất, chúng ta mất đi con người của mình ngay chính quê hương của mình. Chúng ta không còn là người Việt Nam trên chính quê hương của mình. Khi cờ Việt Nam thì không chào, quốc ca Việt Nam thì không hát, mà hát quốc ca của một quốc gia khác. Tôn giáo ra tôn giáo, chính trị ra chính trị, tôn giáo ra tôn giáo, tự hào dân tộc là phải tự hào dân tộc. Không biết tôn trọng dân tộc này làm sao mà tồn tại được. Sống trên đất nước này mà ta không phải là con dân đất nước này, thế chúng ta là cái gì? Ngày hôm qua chúng ta đã đau lòng một lần, và hôm nay chúng ta đã tiếp tục nghe một cái hoạt động của một linh mục tại giáo xứ Cồn Sẻ
nơi mà trước đây chúng ta nghe rất nhiều về vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và nhà thờ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được là một cái hoạt động bất xứng của linh mục quản sứ, linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, ông đã quy động lực lượng của cái hội đồng mục vụ giáo xứ và một số giáo dân, khoảng 400 giáo dân kéo đến nhà của những người đã tham gia đấu giá đất. Ở đó có một cái hoạt động đấu giá đất để mà mỗi người có một cái miếng đất để mà gọi là cắm dùi. Thì linh mục Nguyễn Thanh Tịnh là cố gắng vận động giáo dân là giống như là nhường hết đất lại cho giáo xứ, và ông ta thậm chí là nhường lại cho hội đồng mục vụ giáo xứ, cho chính bản thân cá nhân ông ta, tạo ra cái gọi là trục lợi cá nhân. Cho nên ở đó người ta gọi là nhóm lợi ích của nhà thờ cùng sẻ. Và chính vì họ không đạt được cái mục đích của họ, nghĩa là họ những người kia người ta đấu giá được thuộc về người ta rồi, thế là các linh mục này cho rằng đó là những kẻ phản bội, đó là những cái người là không ủng hộ giáo xứ, phản bội giáo xứ, phản bội quê hương, gán ghép dùng tòa giảng, dùng danh phận linh mục của mình phán tội và gán ghép người ta, tách ly người ta khỏi cộng đồng, không tổ chức sinh hoạt cộng đồng tôn giáo cho người ta, ông dùng thần quyền để cô lập người ta. Đó là một hành vi vô cùng đê tiện và bị ổi. Các bạn nghĩ kỹ thôi, dùng tôn giáo để đạt được mục đích kinh tế, mục đích chính trị của mình, đó là một hành vi bị ổi. Bởi vì lợi dụng vào cái tín ngưỡng của người khác để trục lợi, đó chính là những kẻ đê tiện, bần hàn, bần cùng về đạo đức. Và do chính vì điều đó nên chúng ta mới có những cái sự phê phán, phê bình. Họ xem rằng, họ nghĩ rằng họ cái việc họ làm trong giáo xứ của họ là xã hội không có quyền can dự vào. Có, sống trong một xã hội chúng ta phải tuân thủ theo luật lệ của xã hội. Và luật lệ xã hội ở đây chính là luật pháp. Và luật pháp này bảo vệ cho tất cả người dân sống trong cái cộng đồng này. Thế thì khi kéo 400 con người này đi đánh đập những con người kia, ai sẽ bảo vệ những con người kia? Con những con người kia đang sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam này, trên đất nước Việt Nam này, thì phải được luật pháp của đất nước Việt Nam này bảo vệ. Và vì vậy cho nên là linh mục mà đi tổn hại đến người khác, lợi dụng thần quyền để tổn hại đến những người khác, thì dĩ nhiên luật pháp phải bảo vệ những con người đó. Bởi vì hôm nay anh ấy tổn, cái đám người này tổn hại người này, ngày mai tổn hại người khác, vì quyền và lợi ích cá nhân của một nhóm người lợi dụng tôn giáo. Như vậy thì xã hội chúng ta sẽ mất đi sự an toàn. Không, chính quyền địa phương cũng như luật pháp chúng ta không còn giá trị trong mắt của họ. Và như vậy họ muốn làm gì thì làm, cát cứ một dụng, có khi họ đòi tự trị nữa không chừng. Do đó cho nên là sự chia rẽ dân tộc cũng như là sự chia rẽ tách mình ra khỏi xã hội của một bộ phận người công giáo, một bộ phận những linh mục có vấn đề về tư tưởng chính trị, không tôn trọng nhân dân, không tôn trọng chính quyền, đã làm nên những cái hoạt động tệ hại như thế. Và tôi cho rằng đây là những hoạt động mang tính chất chống đối, nhưng mà nó cũng là những con người thể hiện đó, bản chất của họ là vô đạo đức. Không, có bao giờ những ai lên thiên đàng được Chúa nói là con lạc đà chưa qua lỗ kim còn khó hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Thế mà bây giờ họ tranh chấp với nhau về đất đai, về của cải thế gian. Thế thì chính linh mục đã không được vào thiên đàng ngay từ đầu. Hội đồng mục vụ giáo xứ là đứng thứ hai, ông sắp hàng xuống địa ngục, sắp hàng đi xuống quả ngục. Chứ nói chi tới cái việc mà tới những giáo dân tham gia. Giáo dân có được tốt lành hay không là phải được sự linh hướng của những linh mục. Linh mục dạy cho giáo dân sống tốt đời như thế nào, kính Chúa ra sao, để người giáo dân được tốt lành trước mặt Thiên Chúa, để vào ngày sau hết được lên thiên đàng với Thiên Chúa. Thế mà bây giờ linh mục là những cái kẻ đi ham muốn của cải thế gian, đi ham muốn quyền lực thế gian, vừa chống đối chính trị, mở miệng ra là chống cộng sản, muốn quyền lợi về chính trị, rồi bây giờ lại tranh chấp đất đai của cải thế gian, giành của cải tài sản với giáo dân. Nên như thế thì rõ ràng đây là những con người không phải là những con người của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa nói là nước ta không thuộc thế gian. Chúa Giê-xu đâu có cần, Ngài đã tạo thiên lập địa, của cải cả cái thế giới này đều là của Ngài, Ngài tạo ra hết mà Ngài đâu có cần. Bây giờ ta đi giành giật, Ngài đâu có dạy cho các linh mục đi giành giật của cải với Ngài đâu. Ngài đâu có kêu các linh mục đi giành, mày phải đến đó mà giành giật của cải về cho cha, về cho Chúa. Chúa đâu có dạy điều đó. Chúa nói rằng hãy yêu thương nhau.
Chúa nói là hãy yêu thương nhau thế thôi. Bây giờ các vị đi giờ đi kêu người đi đánh đập người khác, tranh chấp đất đai không lại người ta, rồi bây giờ quy động giáo dân đi đánh người ta. Mà người ta là ai? Người ta cũng là giáo dân. Có nghĩa là linh mục ghét con chiên, kéo con chiên này đi đánh con chiên kia, tranh giành làm ăn không lại người ta, rồi bây giờ cách ly người ta, rồi bây giờ đem con chiên này đi đánh con chiên kia để trả thù. Thế mà cũng gọi là những người đã từng học ở chủng viện ra, ở các nhà dòng ra, là người đại diện Chúa ở trần gian. Như thế đâu phải là những con người tốt lành. Anh chị em giáo dân mà theo những con người đó, tôi nói đảm bảo đi xuống quả ngục chứ không bao giờ lên thiên đàng được. Tôi nói nhiều khi anh chị em giáo dân mà nghe tôi thôi, cố gắng nghe những điều tôi nói đơn giản về cuộc sống hàng ngày. Tôi nói bậy mọi người chửi tôi liền. Chúng ta cần trao đổi với nhau, hôm nay làm việc đó đúng không, việc đó chưa đúng, làm sao cho đúng, chúng ta đối nhân xử thế thế nào cho tốt, để mọi người xung quanh kính trọng ta, người lớn được kính trọng, trẻ con được yêu thương. Tất cả mọi người chúng ta trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau chúng ta phát triển cái xã hội này. Còn bây giờ hãy xem các linh mục có xem giáo dân ra gì không? Ông lợi dụng vào chính cái chức vụ linh mục của mình, lợi dụng cái thân quyền để mà đi kiếm chuyện, để đi làm ăn. Làm ăn không lại cũng lợi dụng vào thân quyền, chức vụ của mình để đi trấn áp người khác, tấn công người khác, trả thù. Thế đâu phải là linh mục, thế đâu phải là người tu hành, thế đâu phải là những con người của Thiên Chúa. Thiên Chúa đâu có dạy ra những con người như thế. Thế đó là cỏ hay lúa? Cỏ với lúa nó mọc xen lẫn với nhau, cũng đều hưởng phân bón thuốc trừ sâu như nhau. Nhưng chỉ cái ngày vào cái ngày mà ta thu hoạch, ta mới thấy được cỏ là chỉ đem đốt đi mà thôi, lúa mới chính là cái mà ta cần lấy hạt. Lúa mới chính là cái thứ, cái cây mà nó đâm ra hoa, kết ra trái, ra cái hạt. Còn cỏ thì chỉ nhổ và bỏ nó vào lửa mà đốt thôi. Do đó cho nên linh mục cũng thế. Chúng ta thấy có hàng ngàn, hàng chục ngàn, trăm ngàn linh mục, nhưng đâu phải linh mục nào cũng tốt lành. Nhưng cũng không phải chúng ta thấy một hai linh mục xấu tất cả cũng xấu. Chúng ta nhớ rằng lựa cỏ ra khỏi lúa là một vấn đề rất khó khăn. Chúng ta đâu có thấy được, đâu biết được đâu biết linh mục nào tốt xấu đâu. Chỉ khi họ thể hiện qua những cuộc sống hàng ngày, thấy họ có tham lam không, thấy họ có thù oán ghét ai không, không thấy họ đối xử với tha nhân như thế nào, chúng ta mới khẳng định, mới xác định được con người đó, linh mục đó là người tốt lành, là cỏ hay là lúa. Chúng ta cũng phải đánh giá như thế, bởi chúng ta được dạy như thế. Những dụ ngôn chúng ta nghe về cỏ và lúa cũng chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, và chính các vị ngài linh mục đã hướng dẫn cho chúng ta. Thế là chúng ta cũng hiểu rõ vấn đề.